Ông lão một chân hành hương quanh cung điện Potala mỗi ngày, cầu nguyện cho hạnh phúc của tất cả mọi người. Người hành hương truyền cảm hứng nhất Tây Tạng. Người đàn ông này được gọi là người hành hương truyền cảm hứng nhất ở Tây Tạng. Dù chỉ có một chân, nhưng ông ấy thật sự có một trái tim rất ngoan cường. Mỗi ngày, ông đều hành hương quanh cung điện Potala. Là một người khuyết tật vô gia cư, điều duy nhất khiến ông ấy cảm thấy hạnh phúc đó chính là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc dù không có nguồn thu nhập ổn định, nhưng ông không bao giờ ngửa tay xin người khác. Nếu những nhà hảo tâm có lòng tốt muốn bố thí, ông ấy sẽ nhận và chỉ sử dụng một phần để mua số thức ăn đạm bạc. Phần lớn số tiền còn lại sẽ được ông chia sẻ cho những người nghèo khổ khác hoặc có khi tặng lại cho tu viện. Mặc dù vẫn nhận ân đức từ mọi người, nhưng ông ấy không nghĩ rằng mình cần nhiều của cải vật chất hơn và tin rằng bằng cách quyên góp số tiền mình được bố thí cho tu viện, bản thân sẽ giúp được nhiều người còn khó khăn hơn cả mình. Vị khách hành hương này tên là Gusang, năm nay 50 tuổi. Ông bị tật ở chân từ nhỏ do một căn bệnh và phải sống với ngoại hình tàn tật cho đến suốt đời. Vào một ngày năm 2004, ông Gusang phải phẫu thuật cắt bỏ một chân do mắc phải bệnh lạ. Gusang xuất thân từ nhà nông. Trước kia khi cha mẹ ông còn sống, họ là những người nông dân chân chất. Nhưng sau khi cha mẹ mất, ông Gusang chỉ có một mình và trở thành người vô gia cư. Một ngày nọ, có một vị khách mang bánh mì và nước lọc đến tặng Gusang và ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến vị khách ấy sau khi nhận quà. Trước khi uống nước, ông ấy dâng nước lên Đức Phật trước rồi mới bắt đầu uống. Đối với những du khách muốn quay lại video về mình, ông Gusang tỏ ra hơi ngại ngùng và mong du khách đừng quay video quá nhiều bởi ông cảm thấy rất bối rối khi đứng trước ống kính. Một người khách đã trả lời rằng vì Gusang cố gắng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới nên họ cũng muốn cả thế giới biết đến ông. Khi nghe được những lời này, ông Gusang vui vẻ mỉm cười và trả lời họ rằng việc này không cần thiết bởi ông chỉ đang làm cho người khác những gì mình có thể làm. Nhiều vị khách khác tỏ ra khá quan tâm đến ông và hỏi chân ông có đau không khi mỗi ngày phải liên tục hành hương quanh cung điện chỉ bằng một chân. Ông Gusang trả lời một cách điềm tĩnh rằng mình đã quen rồi. Ông đã làm việc này được 10 năm và không còn cảm thấy đau nữa. Điều duy nhất ông có thể làm để thấy bản thân mình thực sự sống có ích là cầu nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc, cầu nguyện cho thế giới không còn chiến tranh và bệnh tật. Ông đã bày tỏ lòng mình với một thái độ đầy chân thành và nhân hậu. Một số người cũng thắc mắc rằng, đối với những thứ nhận được từ người khác, vì sao ông không giữ lại cho riêng mình mà quyên góp tất cả cho tu viện? Ông Gusang thẳng thắn trả lời rằng, mình còn rất khỏe mạnh và chưa có ngày nào phải chịu đói. Cuộc sống đối với ông như thế là đủ. Đôi khi ông vẫn rất buồn lòng vì khiến mọi người lo lắng cho mình. Ông Gusang cảm thấy biết ơn những gì mình đang có và chỉ một lòng cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác. Khi ông cầu nguyện cho người khác, trái tim ông hướng về hạnh phúc và cảm thấy ngập tràn niềm vui. Khi nhìn bộ quần áo ông mặc trên người đã khá cũ, một vị khách có lòng hảo tâm muốn đưa ông đi mua một bộ trang phục mới. Nhưng ông Gusang đã từ chối lời đề nghị này. Ông ấy nói rằng mình mặc đã quen, không cần mặc quần áo nặng. Dù là mùa hè hay mùa đông, ông cũng không cảm thấy nóng hoặc lạnh. Đối với lòng tốt của mọi người, ông nói rằng có rất nhiều người giỏi hơn và cũng có nhiều người cần được giúp đỡ hơn ông ấy. Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy giúp đỡ những người đó. Cuối cùng, dưới lời mời nhiệt tình của vị khách, ông Gusang cũng đã đồng ý đến một nhà hàng để ăn tối. Vị khách gọi một suất cơm cà ri cho ông, nhưng ông Gusang lại ngồi trong một góc phòng với bộ dạng rất khiêm tốn vì sợ làm bẩn ghế ngồi của nhà hàng. Trong khi họ đang ăn, một người ăn xin bước vào nhà hàng. Gusang đã hào phóng đưa tất cả số tiền mình có trên người cho người ăn xin mà không do dự. Sau đó vị khách tạm biệt ông Gusang và lặng lẽ đi mua cho ông hai bộ quần áo mới. Nhưng khi quay lại, anh ta đã phát hiện ông đã biến mất. Sau khi lang thang tìm kiếm khắp các ngõ ngách, cuối cùng vị khách cũng tìm thấy Gusang trên chiếc xe ba bánh ở một góc đường. Anh đã đề nghị ông Gusang thử quần áo trên chiếc xe ba bánh của mình và còn đưa cho ông 200 nhân dân tệ, nhưng Gusang nhất quyết không nhận. Cuối cùng, dưới sự chân thành của vị khách, ông quyết định chỉ nhận 100 nhân dân tệ. Sau đó, ông Gusang lái chiếc xe ba bánh đến một ngôi chùa gần đó và quyên góp phần lớn số tiền của mình vào nơi này. Đây là việc làm thường xuyên của ông. Đối với số tiền được các nhà hảo tâm bố thí,
Ông thường quyên góp đến 8 phần cho các tu viện, chỉ giữ lại 2 phần để đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của mình. Rất nhiều người xem ông là một vị anh hùng trong thời hiện đại, đã dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá về niềm tin, hy vọng và sự tận tâm. Nhà sư khổ hạnh hà khắc nhất Ấn Độ, mỗi ngày chỉ đi được 60 mét. Có lẽ bạn chưa từng thấy cuộc hành hương nào vất vả như thế này đúng không? Nhưng đây là việc hàng ngày nhà sư này vẫn làm. Đây có thể được gọi là nhà sư khổ hạnh nhất thế giới với cách hành hương rất vất vả và vô cùng hà khắc. Đầu tiên, ông đặt 108 viên đá trên đường. Sau mỗi lần vái lạy, ông ấy lấy một viên đá đặt phía trước cho đến khi lần lượt đặt hết 108 viên đá. Ông di chuyển chiếc đệm đến trước đống đá. Sau đó tiến hành thực hiện 108 bước trong cuộc hành hương một cách trang trọng, cho đến khi tất cả các viên đá được đặt hết về phía trước. Và cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như đoạn đường ngắn trước mặt, để đi hết được một lần cần khoảng 20 phút. Và mỗi ngày, ông ấy có thể đi nhiều nhất là 50-60 mét. Nhưng mục tiêu của nhà sư này lại là đoạn đường dài 20 km. Điều này cũng có nghĩa là ông ấy sẽ mất ít nhất 10 tháng để hoàn thành chuyến hành hương dài 20 km này. Hôm nay Tâm Linh Cuộc Sống mời các bạn cùng xem cách nhà sư này tiến hành để biết cuộc hành hương của ông khắc nghiệt như thế nào. Đầu tiên, ông đặt một số rào chắn bên đường để ngăn các phương tiện giao thông có thể đâm vào ông ấy. Điều này cũng có nghĩa là ông phải di chuyển những vật cản này và di rời chúng cách ở một khoảng cách nhất định. Những người ở đây sẽ không có ai ngăn cản ông vì đã cản trở giao thông, mà ngược lại, có một số người còn tự nguyện hỗ trợ ông di chuyển các vật cản. Ngay sau khi những tấm đệm đá chắn đường được sắp xếp xong, nhà sư này lập tức bắt đầu hành hương một cách trang nghiêm. Khi thực sự mệt mỏi, ông ấy sẽ chỉ nằm trên đệm. Tinh thần bền bỉ của nhà sư khổ hạnh này cũng đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Người dân nơi đây không một ai chế giễu ông, cũng không ai nhìn ông bằng ánh mắt khác biệt. Thậm chí có người còn chủ động xoa bóp cho ông đỡ mệt. Thỉnh thoảng có người còn mang thức ăn, nước uống, khăn tắm và chăn màn đến cho ông. Tại Ấn Độ, không khó để chúng ta bắt gặp những nhà sư tu hành khổ hạnh như thế này. Sở dĩ họ được gọi tên như vậy vì họ có lối sống khác biệt hoàn toàn với mọi người và có một tinh thần vượt xa những người thường. Những nhà tu hành này thực sự xa rời thế tục, không vướng bận bất kỳ điều gì. Được biết, một trong số những nhà tu hành khổ hạnh không chỉ có những người xuất thân nghèo khó mà còn có phần lớn họ xuất thân từ tầng lớp tư sản, thậm chí là thượng lưu giàu có. Thế nhưng khi giác ngộ tín ngưỡng tôn giáo của mình, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi xa hoa phù phiếm, bỏ qua vật chất vì muốn tâm linh được giải thoát, đồng thời thoát khỏi nỗi khổ vô tận khi luân hồi. Khi người phỏng vấn hỏi nhà tu khổ hạnh tại sao ông lại thực hiện một cuộc hành hương khắc nghiệt như vậy, ông đã trả lời rằng mình từng bị tai nạn xe hơi vào nhiều năm trước và bị gãy nhiều xương sườn. Rất may ông vẫn còn sống sót. Cũng chính lúc đó ông nhận thấy rằng mình đã được tái sinh và ban cho một sinh mệnh mới. Vì vậy, ông có mong ước rằng mình sẽ trở thành một nhà sư lỗi lạc để cống hiến cuộc đời mình cho thần linh. Cho đến một tháng trước, ông chợt nảy ra ý định cầu nguyện thần bằng một cách thành kính như thế này. Nhà sư này nói rằng đây sẽ là một hành trình cầu nguyện từ Govardhan đến Barsana với khoảng cách là 20 km và ông đã thực hiện được 1/10 quãng đường này. Có thể thấy tay và chân ông đã đầy những vết sẹo. Nhà sư khổ hạnh này nói rằng ông biết quãng đường còn lại sẽ rất khó khăn, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Hành trình hành hương tới Barsana vẫn sẽ được ông kiên trì thực hiện. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.